Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một thế cờ mà chúng ta sẽ chứng kiến kỹ năng sử dụng pháo mã rất là tuyệt vời và đặc biệt là quân mã kết hợp với tầm nhìn đại cục rất là tinh tế nhằm quân đỏ còn pháo mã có thể chiến thắng được Minh Đan gồm có xe và sĩ tử đoàn. Và trước khi đi vào cách trả thế cờ này, các bạn nếu thấy thích hãy cho mình một like và nhớ đăng ký để xem tiếp các clip tiếp theo của mình. Xin cảm ơn các bạn. Như hình cỡ trên đã thấy thì bên đỏ còn có pháo mã và còn bên đen còn có xe và sĩ thượng toàn. Thì muốn chiến thắng được hình cờ này thì bên đỏ phải đáp ứng là làm sao mà pháo mã còn giữ nguyên và tiêu diệt được con xe đây. Thì như ta biết là trong cờ tướng thì nếu một xe mà đấu với sĩ thượng toàn thì có hình cờ thắng nhưng mà cũng có hình cờ là hòa. Còn pháo mã mà đấu với sĩ tử đoàn thì chắc chắn là thắng. Nên muốn chiến thắng được cái hình cờ này thì người chơi cầm đỏ phải suy nghĩ làm sao mà tiêu diệt được con xe này nhưng mà pháo mã vẫn còn thì mới mong là giải quyết được cuộc chơi. Như hình cờ trên ta thấy thì bên đang còn có xe nhưng mà đã bị kẹt ở trong cung thì bên đỏ phải giải quyết làm sao mà bắt chết con xe này. Thì nước đi đầu tiên mà bên đỏ phải đi đó là mã 9 tháng 8 chiếu tướng buộc tướng phải số 1. Sau đó nếu mà người chơi cầm đỏ mà không suy nghĩ cẩn thận mà dùng mã ăn xe thì lúc này tướng sẽ ăn về. Thì như ta thấy thì hình cờ thì bên đỏ còn một pháo thì không thể nào mà chiến thắng được bên đen với là sĩ tượng đoàn. Do vậy việc dùng mã ăn xe là hoàn toàn là không hợp lý. Mà bước đi tiếp theo mà bên đỏ phải đi đó là nước pháo 2 tháng 4. Thì đến đây mình đang có những cách đối phó như sau. Cách thứ nhất có thể là dùng sĩ 5 tháng 6. Cách thứ hai có thể là dùng bay tượng này đi, có thể là thối 9 hoặc là thứ 5. Còn cách thứ ba có thể là dùng xe 4 bình 5. Ta sẽ từng bước xem các cách đối phó của đàn. Phương án thứ nhất, nếu mà đang dùng là sĩ 5 tháng 6 thì ngay lúc này mã 8 xe tháng 6 bằng xe. Và như thấy thì lúc này mã có thể là thoát ra một cách rất dễ dàng bằng làm chỉ bước kế tiếp thể dùng là mã 6 thứ 4. Do vậy tước sĩ 5 tấn 6 là hoàn toàn không được. Còn phương án thứ hai là dùng có thể bay tượng đi thì có thể là dùng tượng 7 thứ 5. Thì đến đây mã sẽ mã 8 thứ 7 về chiếu tướng buộc tướng với trời lên. Sau đó thì pháo 2 thấy 1 với mục đích là bước kế tiếp sử dụng là mã 7 tháng 8 và chiếu sát cục. Nếu như mình đang dùng sĩ 5 tháng 6 để nếu mà mã có nhảy xuống chiếu thì tướng có đường lui thì lúc này đỏ sẽ là dùng pháo 2 bình 9. Thì như ta thấy là kế tiếp bước kế tiếp mã sẽ là dùng mã 7 tháng 8 và chiếu sát cục. Nếu mà xe có tấn 1 để ngăn cái lưới chiếu bí này thì mã sẽ nhảy về chiếu và ta thấy là bên đàn tướng này cũng không có lối thoát. Do vậy phương án mà tượng 7 hạ về 5 là không được. Còn nếu mà tượng 7 thứ 9 thì sẽ như thế nào? Đến đây thì đỏ không thể mà chơi lại bài cũ được. Tại vì nếu chơi lại bài cũ là dùng mã 8 thứ 7 chiếu tướng thì tướng sẽ tấn 1, sau đó pháo 2 thứ 1. Thì lúc này sĩ 5 sẽ tấn 6. Nếu như pháo của mình qua thì bên này mình đến lúc này mình đang sẽ tướng 4 bình 5 chiếu tướng ngay, bắt buộc tướng đỏ phải bình qua. Sau đó thì xe sẽ tăng 3 chóc mã. Thì ta thấy là nếu mà mã có chiếu đi nữa thì tướng sẽ có đường lui vào. Do vậy bên đỏ phải suy nghĩ nước nào khác để mà làm khó được bên đen. Đến đây thì đỏ đi một nước rất hay, đó là nước tướng 5 bình 4. Thì như ta thấy là bên đen hệ thống đã bị tê liệt tất cả ở khu này, chỉ còn mũi có tượng di chuyển được. Tại vì nếu như chống sĩ thì mã sẽ ăn về xe ngay. Do vậy tượng 9 phải tăng 7. Thì lúc này pháo 2 sẽ thấu 5 về hạ. Đến đây thì ta thấy bên đen cho dù có thấy trước hai nước có nghĩa là pháo 2 sẽ bình 9, sau đó là tăng 4 chiếu sát cục.
nhưng mà bên Đan cũng không có thêm cách nào mà chống đỡ được. Do vậy hai phương án như mình đã phân tích là chống sĩ hoặc là ban tượng này hạ tượng năm tượng chỉ điều không được, vậy còn duy nhất một bước đi đó là dùng C4 bình năm. Thì lúc này bên đỏ sẽ pháo ăn vào xe ngay, không điểm xe này có thể là chống sĩ và chiếu tướng được. Và như ta thấy hình cờ là bên đỏ còn pháo mã, bên xanh còn có sĩ tường toàn. Nhưng mà để thoát được con pháo này ra thì phải dùng những tuyệt chiêu mới thoát ra được. Đến lúc này thì đòi hỏi người chơi cầm đỏ phải có một kỹ năng dùng mã thật điêu luyện mới mong cứu được quân pháo rầy này ra khỏi nhà tù của quân xanh. Thì đến đây ta thấy bên đen chỉ còn đúng một đi nhất, đó là tường 7 thứ 9. Tại vì không thể thối về lộ 5 được, thối về lộ 5 thì pháo sẽ ăn về và thoát được pháo ra, còn sĩ cũng không có thể mà bay được, sĩ bay thì pháo sẽ thoát ra. Do vậy nước đi tường 7 thứ 9 là nước đi bắt buộc của quân xanh. Bên đỏ lại mã 8 thứ 7 chiếu tướng, buộc tướng đang phải trồi lên. Sau đó thì mã 7 lại thấu 5 chiếu tướng, tướng không thể đi vào được do bị mắc pháo, do vậy là tướng đang phải thấu 1. Sau đó thì mã đỏ lại mã 5 thứ 7. Ta thấy bên đen là không thể bay tượng được, tại vì pháo thoát ra, sĩ thì cũng không có bay được, còn nước đi là nếu thấu tướng thì cũng được tại vì pháo sẽ ăn qua. Đang lại tượng 9 tấn 7, đỏ tiếp tục nhảy mã 7 tấn 6, đang lại phải thấu tượng về lộ 9. Thì lúc này đỏ sẽ mã 6 tấn 8 chiếu tướng, buộc tướng phải trèo lên, không thể xuống được, xuống thì pháo sẽ ăn qua tường. Đến lúc này nếu mà nhiều người đỏ mà tham ăn con tượng này dùng mã đớp tượng thì ta thấy là hình cờ sẽ đưa mình cờ hòa ngay lập tức. Tại vì sao? Tại vì lúc này thì đang sẽ thấu tướng về. Nếu như mã có nhảy về để tìm đường cho con pháo này thoát ra thì lúc này tướng đang sẽ thấu một và kẹp chết pháo đỏ trong cung, không thể nào mà bước tiếp theo có thể mà giải cứu được con pháo ở trong cung này. Do đó tùy thời điểm mà chúng ta có phải ăn quân hay không, nếu mà không suy xét cho kỹ mà ăn phải con tượng này thì sẽ trúng thuốc mê ngay lập tức. Đến đây thì đỏ đi một nước rất là vi diệu, đó là một dừng tướng 5 thứ 1, bắt buộc tướng 7 lại phải tướng 9 và phải tướng 7. Sau đó thì mã thối về chiếu tướng, buộc tướng phải thứ 1 và tiếp tục mã 7 tướng 5 chiếu tướng, buộc tướng phải tướng 1. Sau đó thì mã ăn về tượng. Như ta thấy sau khi mà tiêu diệt quân đi nước dừng của bên Đan thì vấn đề còn lại là khá là đơn giản, tại vì nước tiếp theo của Đan bắt buộc phải là tướng thứ 1 thì mã lại nhảy chiếu, bắt buộc tướng phải tấn 1. Sau đó thì mã lại thối về chiếu, bắt buộc tướng phải tấn 1. Sau đó thì mã lại tấn chiếu, buộc tướng đang phải tấn 1. Sau đó thì đỏ sẽ đi một lúc dừng, đó là tướng 5 thối 1, bắt buộc con tượng này phải di chuyển hoặc con sĩ này phải di chuyển. Thì như thấy nếu mà tượng hay sĩ di chuyển thì pháo sẽ thoát được ra. Đến đây thì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi với mình, đó có nghĩa là nếu như ở bước trước, nghĩa là từ bước này, nếu mà tượng không tấn mà lúc này tướng sẽ tấn một thì sẽ như thế nào? Thì các bước đi sẽ tương tự, nghĩa là mã cũng sẽ là nhảy về lỗ 6, tượng đang cũng phải tấn, sau đó thì mã 6 nhảy qua lỗ 8, bắt buộc tượng lại phải thối về. Sau đó thì tướng sẽ thối một, buộc tượng phải tán lên, mã lại thối về chiếu tướng, tướng phải thối một. Sau đó thì mã lại tấn vào lộ 5, chiếu tướng và ăn mất tượng, thì lặp lại như hình cờ lúc trước. Như ta thấy quân và tướng, quân mã là một quân có độ linh động rất là cao. Muốn trở thành cao thủ thì bắt buộc ta phải thuần thục cách sử dụng mã. Người mà mình rất là hâm mộ về cách sử dụng quân mã là chính là Triệu Hâm Hâm, một vị vương của Trung Quốc. Anh ta có nhiều trận đấu mà sử dụng con mã rất là hay, và để lại rất là nhiều cảm xúc cho người xem. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.